Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao những suất ăn yêu thương tại Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. Theo đó, các nhu yếu phẩm như bánh kẹo, gạo, dầu ăn, nồi cơm điện, áo trị giá 50 triệu đồng cho Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. Đây là trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy nghề cho 55 đối tượng là những người khuyết tật trẻ tự kỷ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Với vai trò là cầu nối, trong nhiều năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội đã vận động hiệu quả các nguồn lực xã hội, hỗ trợ duy trì và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, đề án, chương trình nhân đạo, tiếp sức hàng nghìn người khuyết tật, trẻ mồ côi và trở thành cầu nối vững chắc giữa các tấm lòng nhân ái với những mảnh đời bất hạnh, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.